Môn, Môn đang làm gì đó? Môn ơi, bây giờ mình đi lượm trứng gà nha. Nha, đi thôi, mang dép vô. Mang dép vô, dép nhỏ của Môn kìa. Rồi đi lại bưng rổ đi nhặt trứng gà nha. Rồi bây giờ mình cầm rổ ra ngoài chuồng gà coi có trứng không nha. Đi thôi. Rồi đi. Đi thôi. Rồi mới mở cửa chuồng ra coi có trứng gà không con. Để cái rổ xuống. Để cái rổ xuống. Rồi mở cửa chuồng ra. Coi có trứng gà không không. Có thì mình lấy mình bỏ vô rổ nha. Rồi đây dì Tư giúp con. Có trứng không? Wow, quá chừng trứng luôn. Rồi Môn nhặt trứng Môn bỏ vào rổ đi. Môn lấy trứng Môn bỏ vào rổ đi. Bỏ nhẹ nhẹ để bể nha. Bỏ nhẹ thôi, đúng rồi. Rồi Môn nhặt hết trứng luôn. Hay quá. Rồi đi qua chuồng kế tiếp. Rồi đóng lại. Bê rổ qua chuồng kế tiếp nha. À đúng rồi, trứng gà. Rồi qua chuồng kế tiếp coi có trứng không nha. Môn bên đây có trứng nè. Wow, quá chừng trứng gà luôn. Rồi Môn nhặt hết trứng gà bỏ vào rổ nha. Rồi nhặt trứng gà bỏ vào rổ nha. Wow, nhặt trứng bỏ vào rổ đi con. Hình như là bạn gà mái đó đang ấp á, nên bạn đó Môn bỏ nhẹ nhàng thôi để vỡ trứng nha. Rồi rinh rổ đi tiếp thôi, rinh qua chuồng kế tiếp. Ngó vô coi có không con. Có không? Không có. Ê, ở trên đây có nè Môn. Môn, đây dì Tư nhặt giúp con nha. Quá chừng luôn, bạn gà đẻ ở trên đây luôn. Coi chừng rớt nha, Môn ngửa rổ lên rồi mình đi vô chuồng. Đây dì Tư giúp con, rồi đi vô chuồng tiếp coi có trứng gà trong chuồng không nha. Rồi vô chuồng coi gà có đẻ trong này không nha. Ồ, để coi có không. Quá, có một trứng. Bể rồi. Ôi, mình qua đây coi có không nha. Có một trứng mà bể rồi, qua đây coi có không nha. Qua wow, có một bạn gà đang ấp. Rồi bỏ rổ xuống. À rồi bỏ rổ xuống đi, vì tôi coi có trứng cho em nha. Qua wow, quá chừng luôn nè Môn. Nè Môn, bỏ nhẹ vô rổ nha. Rồi để dì Tư vô đây lấy giùm Môn nha. Đây, đây Môn bỏ nhẹ nhàng thôi nha con. Bỏ mạnh là bể hết á. Bỏ nhẹ 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 nhàng, đúng rồi. Rồi hết rồi. Môn bưng rổ trứng lên xem hôm nay mình thu hoạch được nhiều trứng không. Quá wow, quá chừng trứng luôn. Rồi mình đi vô nha. Rồi Môn bê rổ trứng vào nhà. Để xuống mình đếm coi được mấy quả trứng nè. Để xuống đây. Rồi mình đếm coi được mấy quả trứng. Rồi Môn ngồi mình đếm xem. Đếm nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Wow, mình được 13 quả trứng luôn. Yeah, yeah nè. Yeah, 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 yeah.